Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay thì là tối ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021. Và bây giờ thì cũng là coi như là 9 rưỡi tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay, trong buổi livestream ngày hôm nay thì bên em lại về đi mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, bạn có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và trong buổi livestream đầu tiên ngày hôm nay thì bên em lại về được con lót 8 giá rẻ các bạn nhé. Con lót 8 giá rẻ này thì bên em sẽ thanh lý cho bạn với giá là 1.300.000. Thì là ngoại hình thì mình sẽ tả qua ngoại hình cho bạn, máy đẹp 90/90%, máy rất là đẹp các bạn nhé. Tình trạng con này là máy thiếu bút các bạn nhé. Đấy, con lót 8 bên mình là thiếu bút này. Đấy. Nhiều khi là màn hình của nó thì là hơi nhăn nhăn xanh xanh này một chút thì các bạn có thể là tăng độ sáng này lên nhé. Đấy, các bạn sẽ chỉnh độ sáng lên thì là sẽ hết. Nhưng mà thỉnh thoảng mới bị thôi các bạn nhé. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.300.000. Con lót 8 này sẽ là bản Hàn này, một sim một sóng đấy nhá. Đây, thỉnh thoảng là có cái gạch sáng đấy, gạch nó bị sọc một ít đường bên này nhá, tất cả dùng bình thường nhá. Con lót 8 này các bạn mua về làm vlog hay là làm YouTube hay là chạy đơn hay là lổ đơn hay là chạy Grab hay là chạy ứng dụng thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Nói chung là giá cực kỳ hợp lý, 1 triệu coi như là 300.000 cho bạn nhá. Tất cả cái chức năng dùng bình thường, chỉ là mỗi màn nhiều khi nó hơi xanh thôi. Các bạn tăng độ sáng hết cỡ lên là xong, là ok nhá. Mấy cả nó có mấy sọc màn hình này nhưng mà không ảnh hưởng gì, dùng vẫn ok bình thường các bạn nhá. Đấy, con lót 8 giá rẻ bản Hàn một sim này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.300.000. Các bạn mua về làm máy vlog hay là làm YouTuber hay là chạy ứng dụng Grab thì cực kỳ tuyệt vời luôn nhá. 1.300.000 cho các bạn này con lót 8 nhá. Đấy, đầu tiên các bạn là mình 1.300.000 cho các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung lót 8 này, các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại của mình để đặt hàng. Nếu mà tin nhắn Zalo mình không trả lời kịp thì là mong các bạn là liên hệ trực tiếp các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua mình hai số điện thoại các bạn nhé. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn có thể qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi và mua bán. Và ở xa thì mình có ship nên các bạn yên tâm. Và hình thức mua bán bên mình thì tất cả là hình thức bên mình thì là các bạn mua bên mình thì các bạn phải cọc cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ lỗi đổi một tuần và bảo hành 6 tháng nên là các bạn yên tâm sử dụng các bạn nhé. Đấy, các bạn hình thức cọc thì các bạn có thể là chuyển khoản cho mình qua Momo này hoặc có qua cạc Viettel này, hoặc qua số tài khoản ngân hàng các bạn nhé, rất là tiện lợi luôn. Nếu mà bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn có thể là chuyển khoản trước thì mình chuyển khoản đủ trước thì mình sẽ free ship cho bạn. Còn các bạn nào mà chuyển cọc thì các bạn phải chịu phí ship giúp mình nhá, 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về là con này là con Samsung A71 các bạn nhé. Đấy, con Samsung A71 thì buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về là con này, con Samsung A71 các bạn nhé. Ngoại hình con máy này thì là ngoại hình con A71 thì là ngoại hình máy còn 90/90% các bạn nhé. Đấy, con này thì là còn rất là đẹp luôn, máy vẫn còn cái viền ly lông viền này. Đây, ly lông viền máy đấy, mình sẽ bóc ra luôn cho bạn nhé. Đây, ly lông viền của máy luôn này. Đấy, khách dùng rất là dữ, vẫn còn ly lông viền của máy nhá. Hôm nay mình bóc vẫn chưa hết này. Đấy, bóc. Tại vì con này mới mua mà, con này thì vẫn còn bảo hành các bạn nhá. Con này thì còn bảo hành rất là dài các bạn nhá. Con Samsung A71 này thì mình sẽ vào check bảo hành cho bạn. Trong khi dùng ứng dụng máy đi. Bỏ qua. Mình sẽ vào cái ứng dụng Galaxy này. Để trung tâm bảo hành, tra thông tin bảo hành các bạn nhá. Con này còn bảo hành đến tận 12 tháng 11 năm 2021 các bạn nhá. Con Samsung A71 này thì là còn bảo hành đến tháng 12 12 tháng 11 năm 2021. Đấy, nên là các bạn cứ yên tâm mua về đập phá các bạn nhá. Đấy. Đấy, các bạn mua con này về là dùng cực kỳ yên tâm luôn, con A71 đấy các bạn nhá. Mình sẽ xem về cấu hình sơ cua qua con A71 để cho bạn nhá. Đấy, con bảo hành rất là dài luôn. Nên là các bạn cứ yên tâm về mua về thao đập phá các bạn nhá. Đây ạ, RAM của nó là RAM 8GB này, bộ nhớ trong là 128GB. Nói chung là con RAM 8GB các bạn đa nhiệm cực kỳ tuyệt vời. Và bộ nhớ trong con này là 128GB các bạn, tha hồ lưu trữ các bạn nhé. Bản công ty 2 SIM 2 sóng. Đấy, bản công ty 2 SIM 2 sóng này. Bản công ty 2 SIM 2 sóng. Con này thì đã hỗ trợ là gì nhỉ? Mình sẽ vào coi như là cập nhật phần mềm. Đây. Mình sẽ xem con này là đang chạy Android mấy cho các bạn nhé. Con A71 thì pin cũng cao mà. Đây. Đấy. Nói chung là con A71 thì pin cực kỳ là cao các bạn nhé. Thông tin điện thoại, thông tin phần mềm. Đây. Con này đã chạy Android 11 cho các bạn nhé. Con này hình như là pin cũng dung độ cao này. Để mình chưa xem, mình sẽ xem con A71 các bạn nhé. A71, mình sẽ xem A71 cho bạn
xem là về cái dung lượng pin của con này nó như thế nào. Máy mới trên thị trường thì là con này thì là rất là cao ấy. Pin con này là pin 4.500 nhá. Đấy, pin con này là pin 4.500. Màn hình của nó là màn hình của nó là AMOLED Full HD cộng 6.7 inch các bạn nhá. Đấy. Và sản phẩm con Samsung A71 này thì bên em đang thanh lý các bạn với giá là 5.1 triệu nhá. 5.100.000. Máy có bảo hành đến tận tháng 11 năm 2021 nên là các bạn yên tâm sử dụng nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A71 5.100.000 này thì các bạn liên hệ mình sớm nhất nhá. Đấy, bên mình đang thanh lý bạn giá cực kỳ là rẻ các bạn nhé. Đây ạ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm trong buổi tối ngày livestream ngày hôm nay thì bên em lại về được con này, con iPad 4 nhá. iPad 4 thì hôm nay nhà mình lại vừa về con này xong. Con iPad 4 bên em thì là bên em là bản Wi-Fi các bạn nhá. iPad 4 phiên bản là Wi-Fi. Pin con này là pin gần 10.000. Màn hình của nó là màn hình của nó là rộng này. Pin gần 10.000, màn hình của nó là khổ rộng của nó là 9.7 inch. Các bạn mua về học online thì cực kỳ tuyệt vời. Nói chung là dịch Covid ở Việt Nam mình thì tầm này thì cũng hôm nay thì như cũng số ca cũng giảm, nhưng mà mình nói thật với các bạn thì chưa có thuốc đặc trị Covid-19 ấy, nói thật với các bạn thì còn lâu mới hết được cái tình trạng coi như là gì nhỉ? Covid-19 đấy các bạn nhá. Nên là các bạn cứ mua lên là các bạn vùng dịch thì các bạn ở nhà mua hàng online này, hoặc là các bạn mà dụ các bạn nên đi mua hàng online, hoặc là các bạn mua về để có các em nhỏ để học cực kỳ tuyệt vời. Con này là phiên bản của nó là bộ nhớ trong là 16GB các bạn nhé. iPad 4 này phiên bản Wi-Fi, iPad 4 sẽ hỗ trợ là cổng sạc của nó là cổng sạc chân của nó là 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây, chân này rất là tiện các bạn nhé, các bạn mua cực kỳ là dễ. Chân iPad 4, iPad 2 thì mua cực kỳ là khó các bạn nhé. Đấy ạ, YouTube các bạn vào coi như là nghe nhạc xem phim thì cực kỳ tuyệt vời. iPad 4 thì loát nó nhanh lắm, dùng rất ok, rất là sướng, thì mình sẽ vào coi như là nghe nhạc cho bạn luôn đi. Đây. Đấy. Đấy, nghe nhạc xem phim, đọc báo, học online cực kỳ tuyệt vời nhá. Đấy, mình toát ra tại vì mình sợ vi phạm bản quyền các bạn nhé. Đây, học Zoom này. Đấy, các bạn mua về học online, học Zoom cực kỳ tuyệt vời. Đấy, chat Facebook này. Úi giời, vào Facebook con này to và nhanh cực kỳ là mượt. Rất là tiện lợi đấy, Zalo. Nói chung là các bạn làm mà về, nói chung là về làm bảng iPad này dùng rất là sướng các bạn nhé. Nhà các bạn có em nhỏ mua học online thì các bạn mua con iPad này cực kỳ là sướng. Con iPad 4 phiên bản là Wi-Fi này thì bên mình đang thanh lý các bạn giá là 2.4 triệu nhá. iPad 4 phiên bản Wi-Fi này bên mình đang thanh lý các bạn giá là 2.4 triệu các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPad 4 này các bạn nhà hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, 2.400.000 luôn. Rẻ nhất thị trường luôn các bạn nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về được hai con J737 nhá các bạn nhá. Buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về được hai con Samsung J737S các bạn nhá. J737S thì là cấu hình của nó là RAM 2GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB các bạn nhé. J737S đấy, màn hình của nó là 5.5 inch này. Cấu hình của nó là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 32GB các bạn nhé. Đấy, J737S RAM con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB luôn. Đấy, hôm nay mình về được hai cây, máy đẹp 90/90%. J737S này thì bên em đang thanh lý bạn với giá là 1.300.000 các bạn nhá. Đấy, các bạn mua hàng bên mình rất là thích nhá. Tại vì bên mình cũng xem nhiều shop khác rồi. Họ cứ quay ví dụ mà một năm máy này chẳng hạn là 2 triệu hay là 3 triệu chẳng hạn. Như mình đây, mình bên shop mình thì mình không làm thế. Thì mình sẽ quay chi tiết từng con và giá từng con một. Chi tiết từng con một và giá từng con một cho các bạn nhé. Để các bạn mà xem thì các bạn cảm thấy giá bên mình ok, máy bên mình ok, thì hoặc là yêu quý bên mình thì các bạn có thể là nhấc máy liên hệ trực tiếp mình đặt hàng các bạn nhé. Đấy, giá bên mình thì công khai giá trực tiếp mà. Và máy thì mình sẽ quay chi tiết từng con một để các bạn lựa chọn tổng thể cho nó dễ các bạn nhé. Chứ mình không quay tù mù là dụ con đồng nắm này bao nhiêu tiền nhá. Đấy, các bạn mua kênh mình rất là thích các bạn nhé. Đấy, các bạn cảm thấy giá bên mình các bạn có thể nhấc máy lên liên hệ trực tiếp bên mình, hoặc là nhắn tin Zalo. Nếu mà Zalo mình không trả lời kịp thì các bạn có thể gọi trực tiếp mình nhá. Mình sẽ coi như là thống nhất giá cả các bạn để bán cho bạn nhé. 1.3 triệu cho bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J737S này các bạn nhanh tay đặt hàng mình sớm nhất nhá. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc các em nhỏ rất ok các bạn nhé. Hôm nay nhà mình về tiếp tục được hai cây nhá. Đấy ạ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về được con này là con LG V40 các bạn nhé. Đấy. Buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về được con LG V40. LG V40 thì là màn hình nhá. Đấy, ngoại hình thì là máy đẹp keng luôn nhá. Máy đẹp 90/90%. Đấy, LG V40. Thì mình sẽ xem qua về cái cấu hình để cho các bạn xem nhé. Con này là bản Hàn. Bản Hàn thì có hỗ trợ cái chip âm thanh, các bạn nghe nhạc loa ngoài cực kỳ là to và phê các bạn nhé.
Đây thì mình sẽ vào coi như là âm thanh cho bạn này. Đấy, mình sẽ vào coi như là nhạc vàng này. Nhạc vàng này. Đấy, mình sẽ LG V40 nhá. Mình sẽ xem cấu hình LG này, V40 này. Đấy. Đấy, loa to nghe cực kỳ là sướng các bạn nhé. Đấy, loa to cực kỳ là sướng các bạn nhé. Đấy, còn LG V40 này thì mình sẽ xem qua về cấu hình cho bạn nhá. Đấy, màn hình 2K các bạn nhé. Đây thì mình bên em thì mình sẽ xem cho các bạn về cấu hình chi tiết các bạn. Đấy. Đấy. Đây thì mình sẽ vào màn hình 2K các bạn. Màn hình con này LG V40 ấy thì là màn hình của nó là tràn viền này. Màn hình của nó là tràn viền 6,4 inch. Độ phân giải màn hình của nó là QHD 2K cộng các bạn nhá. Con này là chạy chip Snap là 845. Con này thì bên mình của nó là phiên bản là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB. Đấy ạ, con này là phiên bản của nó là RAM 6GB này. Bộ nhớ trong con này là 128GB nhá. Úi dồi ôi, phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Nói thật với các bạn lưu trữ thì quá sướng và tuyệt vời các bạn nhá. Đấy. Nói chung là màn hình của nó thì là con này thì là mình sẽ xem bản mấy sim nhé, một sim mấy sao ấy. Con này thì là bản một sim sao tăng không sao đấy. Con này là bản một sim nhé, bản Hàn của nó là một sim các bạn nhé. Màn hình 2K luôn, cực kỳ tuyệt vời, đẹp keng luôn. Nói chung là các bạn xem phim 2K, 4K, 8K và 12K cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Phim 12K này, nói chung là phim 12K, mình sẽ vào phim 12K cho bạn này. Con Gorilla này cực kỳ to luôn ấy. Nói chung là phim nó màn hình nó hỗ trợ 2K rồi. Các bạn xem phim 12K thì cực kỳ sắc nét luôn. Nghiêng không độ bóng mờ gì các bạn nhé. Còn LG V40 này phiên bản là 128GB này thì là bên mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 3.200.000 nhé. Đấy, 3.200.000, máy đẹp leng keng xà beng luôn. Con này thì mình sẽ tặng coi như là giá màn hình này với cả ốp cho bạn nhá. Về các bạn là chỉ việc yên tâm sử dụng nhá. Đấy, sản phẩm bên mình là phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB các bạn nhé. LG V40 các bạn nhá, máy Hàn Quốc các bạn nhá. Đấy, giá cực kỳ ok luôn. 3.200.000 cho bạn nhá. À quên, mình không nói con Lot 8 này. Con Lot 8 này là phiên bản là RAM 6GB nhá, bộ nhớ trong là 64GB các bạn nhá. Đấy. Rất là rẻ. Giá rẻ thì hôm nay nhà mình về được 2 cây này. 2 cây này. Đấy ạ. Con này là con Samsung gì nhỉ? Z3 Pro các bạn nhá. Samsung Z3 Pro, con này là 9 lít nhá. Đấy. Samsung Z3 Pro bản công ty, 2 sim 2 sóng. Đấy. Z3 Pro bản công ty 2 sim 2 sóng. Con này là 900k cho bạn nhá. Đấy, 900k cho bạn Z3 Pro. Ngoại hình cũng còn rất là ok các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z3 Pro 900k thì các bạn nhanh hàng lên sớm nhất nhá. Đấy, con này 9 lít cho bạn nhá. Và đây là con Samsung Z7 Pro. Z7 Pro thì là gì nhỉ? Con này thì là mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 1.300.000 nhé. Con Samsung Z7 Pro này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.300.000. Cấu hình con này là RAM của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình con này là màn hình của nó là 5,5 inch. Thì là tình trạng con này thì là khách đã thay màn OLED loại xịn một lần rồi các bạn nhé. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con này thì là khách đã thay màn OLED loại xịn một lần rồi các bạn nhé. Pin con này là pin 3K6, 3600 luôn. Z7 Pro con này là màn OLED, khách đã thay màn OLED loại xịn các bạn nhé. Mình sẽ thanh lý các bạn với giá là 1.300.000 cho bạn nhé. Samsung Z7 Pro đấy các bạn nhé. Rất là rẻ luôn. Đấy, mình có mấy mẫu giá rẻ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về được con này là con gì đây nhỉ? Này. À, C3i các bạn nhé. Con này thì là C3i, màn hình cực kỳ to. Pin 5000 các bạn nhé. Đấy. Con C3i này, đấy, Redmi C3i. RAM 2GB này, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình con này là màn hình của nó tràn viền 6,5 inch. Pin con này là pin 5000 các bạn nhé. Đấy, hai camera, một đèn flash. Con Redmi C3i này pin 5000 này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 1.650.000 đồng nhá. Bạn nào thích sản phẩm Redmi C3i này thì các bạn nhà hàng nhanh tay đặt hàng cho mình được sớm nhất nhá. Con này thì bên em thanh lý cho bạn với giá là 1.650.000 các bạn nhé. Redmi C3i 1.650.000 cho bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Redmi C3i này các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình được sớm nhất nhá. Pin 5000 và pin 5000 mà giá chỉ hơn triệu thôi. Các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân thì cực kỳ là tuyệt vời các bạn nhé. Đấy, 1.650.000 cho bạn nhé. Redmi C3i nhá.
rất nhiều điện thoại cho các bạn chọn lựa chọn nhá. Đây ạ, tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về là lót 9 nhá. Lót 9 thì hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được là 3 cây này. Đấy. Đây. Lót 9 hôm nay nhà mình về là 3 cây này. Ờ 2 cây màu tím này. Đấy, 2 cây màu tím và 1 cây màu đen các bạn nhá. Ở lót 9 thì mình sẽ lói sơ cua qua cho bạn đấy ạ. Màn hình con này là màn hình của nó là 6,4 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Các bạn xem phim 2K, 4K, 8K thì cực kỳ tuyệt vời. Ba cây này của nhà mình đều là bản Hàn Quốc nhá. Ba cây này của nhà mình đều là bản Hàn Quốc. Gì nhỉ? Đều tất cả là đều là bản Hàn Quốc, hai sim hai sóng nhá. Đấy, lót 9 của mình là phiên bản Hàn Quốc này, hai sim hai sóng. Cấu hình con lót 9 này của nó, pin con này là pin 4000 các bạn nhé. Chip là chip Exynos 9980 là phải. Cấu hình của nó là phiên bản của nó là RAM 6GB này. Đấy. RAM 6GB. Đấy, bộ nhớ trong con này là 128GB nhá. Nói chung là 128GB các bạn. Tha hồ lưu trữ rồi, cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, con lót 9 này. Con lót 9 ngoại hình bên mình thì là máy còn 90 trên 90% con đen này nhá. Ngoại hình bên mình thì còn 90 trên 90%. Con lót 9 đầu tiên này bên mình thì là màn hình đẹp keng, không ám mồ hay không lưu ảnh gì. Con này thì bên mình đang thanh lý cho bạn với giá là gì nhỉ? 5.700.000 nhé. Đấy, con lót 9 sản phẩm lót 9 đầu tiên này bên mình này. Đấy. Con này thì nhà mình bên mình thì màn hình đẹp keng, không ám mồ hay không lưu ảnh gì nhé. Giá con này là gì nhỉ? 5.700.000 cho bạn nhá. Đấy, 5.700.000 sản phẩm Samsung lót 9 đấy các bạn nhé. 5.700.000 cho các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung lót 9 phiên bản Hàn 2 SIM 2 sóng này thì các bạn nhà hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, và con thứ hai thì con này cũng là bản Hàn này. Con này cũng là bản Hàn này, 2 SIM 2 sóng. Đấy. Đấy, con thứ hai con này cũng là bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Tình trạng con này chỉ bị đốm ở cạnh màn hình một tí các bạn nhá. Đấy, đốm cạnh màn hình một tí này. Màn hình con này màn hình đẹp keng, không ám ố gì các bạn nhá. Chỉ duy nhất một phím đốm ở bên này thôi. Đấy. Ngoại hình con này thì là ngoại hình thì là máy còn độ gì nhỉ? Con này thì là ngoại hình thì là máy còn độ 85-90% các bạn nhé. Vỏ con này thì là hơi bị cấn một tí thôi. Cái cạnh của máy nó thì là hơi bị góc máy thì nó hơi bị cấn một tí thôi các bạn nhé. Đấy. Được cái là màn hình đẹp. Con này được cái màn hình đẹp, không ám mồ hay không lưu ảnh gì. Đấy. Chỉ duy nhất một cấn một tí nhỏ bên cạnh này thôi các bạn nhé. Con lót 9 này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 4.300.000 nhé. Con lót 9 này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 4.300.000. Đấy, 4.300.000 cho bạn nhá. Đây ạ, lót 9 nhá. Đấy, 4.300.000 các bạn nhá. Đấy, tùy những mức giá luôn. Bạn nào mà cần rẻ hay là cần đắt thì các bạn cứ thể là liên hệ trực tiếp với mình nhá. Đấy, thích giá như nào thì mình có những giá rẻ và đắt cho các bạn lựa chọn nhá. Đấy, rất ok luôn. Đây ạ, và đây thì con này thì là 4.200.000 nhá. Con này thì là nó bị đốm ở chỗ gì nhỏ bên cạnh máy đấy các bạn nhé. Đây, con này thì là đốm, con này thì là màn hình cũng đẹp keng này. Đấy, con này thì là màn hình đẹp keng, không ám ố gì các bạn nhé. Chỉ duy nhất là một đốm ở chỗ bên cạnh máy đấy các bạn nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 4.200.000 nhé. Đấy. Con này thì là ngoại hình đẹp, đẹp hơn cái con 4.300.000 nhé. Con 4.300.000 thì là cái đốm này thì nó nhỏ hơn một tí, con này thì đốm hơn to một tí. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 4.200.000. Ngoại hình rất là đẹp nhé. Cũng là bản Hàn 2 SIM 2 sóng các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung lót 9 này các bạn nhà hàng thì sớm nhất nhá. 4.200.000 này. Con này thì là 4.300.000 này. Và con này thì là 5.700.000 nhá. Đấy, tùy theo mức giá. Bạn nào mà cần mức giá vừa thì các bạn có thể là chọn những sản phẩm đốm này. Còn bạn con nào mà thích đẹp thì các bạn có thể là chọn con này các bạn nhá. Đấy, rất nhiều giá cho các bạn lựa chọn nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về được con này là con iPhone 7 Plus các bạn nhé. Đấy. Đấy ạ. Buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về được con này là con iPhone 7 Plus. Con này là phiên bản gì nhờ LLA này. Đấy. Con này là iPhone 7 Plus, con này là phiên bản LLA 32GB các bạn nhé. Con này thì là gì nhờ. Con này thì là ngoại hình thì là máy còn 90 trên 90%. Đấy. Ngoại hình thì con này thì máy còn 90 trên 90%. Con này thì là máy còn zin áp suất nhé. Đấy, con iPhone 7 này máy còn zin áp suất luôn. Tình trạng pin con này còn 88%. Đấy, con này thì mình sẽ bao cho bạn là main zin, màn zin, cắm bao tun thì full xanh các bạn nhé. Con này thì mình sẽ báo tình trạng nó như là con này là full xanh nhá. Chưa thay thế. Nói chung là chưa thay pin này, chưa thay màn hình này và chưa thay main này và chưa thay cam cùng các kiểu gì. Cắm bao tun bao các bạn là xanh lè màn hình luôn các bạn nhé. Pin còn 88%. Con này thì là máy còn zin áp suất nhé. Đấy, con iPhone 7 Plus này.
máy còn zin áp suất luôn đấy, máy zin áp suất vân chân vân tay đủ các bạn nhé. Đấy, tất cả vân chân vân tay, nói chung là máy không lỗi gì các bạn nhé. Đấy, iPhone 7 Plus máy zin nguyên bản luôn, zin áp suất nhé. Đấy, iPhone 7 Plus này, nói chung là iPhone 7 Plus này các bạn mà mua về làm vlog hay là chạy ứng dụng nổ đơn hay là Grab thì cực kỳ tuyệt vời, tại vì nó rất là trâu bò. Những các cái video mà mình quay, mình live stream cho các bạn này là mình toàn quay trên iPhone 7 Plus nhé. Đây, tất cả những cái máy mà mình đang live stream cho bạn đây, đây mình sẽ quay cam trước. Đấy, tất cả mình quay live stream cho bạn là iPhone 7 Plus nhé. Nói chung là iPhone thì là cái hình, cái quay cái hình ảnh của nó thì nó thật, với cả cái âm thanh nó nghe thâu vào cái video là cực kỳ là hay và to, rất là sướng luôn. Còn iPhone 7 Plus này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 3 triệu đồng. Đấy, tại vì sao mình thanh lý cho 3 triệu đồng thì nó là phiên bản lock các bạn nhé. iPhone 7 Plus thì con này là phiên bản lock này. Đấy, nhưng mà bản lờ Mỹ luôn. Con này là lock Mỹ các bạn nhé. iPhone 7 Plus lock Mỹ. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 3 triệu đồng luôn. Máy cho bảo bạn, bạn là máy zin đét nguyên bản luôn các bạn nhé. Máy còn zin áp suất luôn. Các bạn đi mưa đi gió cực kỳ ok luôn. Pin còn 88%. Các bạn mua về nói chung là chơi game, xem phim, nghe nhạc, làm vlog hay là lắp mua sim ghép về lắp con này là nghe gọi rất ok luôn. Các bạn chờ là fix quốc tế lên nhé, là sao fix quốc tế lên dùng rất là sướng luôn các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 7 Plus lock Mỹ này 32GB này các bạn nhé, hàng được sớm nhất nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3 triệu đồng các bạn nhé, bao cho bạn là máy zin đét nguyên bản luôn, dùng cực kỳ là sướng các bạn nhé. Đây ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về đây, con này là con Samsung A30 các bạn nhé. Đấy. Buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về là con này là con Samsung A30. Con A30 này thì là ngoại hình thì là máy còn 90% các bạn nhé. Con Samsung A30 này. Con Samsung A30 này thì mình sẽ xem cho các bạn là phiên bản gì và bao nhiêu ghi cho các bạn nhé. Đấy, các bạn mua hàng bên mình sướng không ạ? Mình sẽ quay chi tiết từng con một cho bạn luôn nhá. Đấy, màn hình con này thì là màn hình của nó là AMOLED cho hiển thị ảnh thì nó thật với các bạn, quá là đẹp, quá là sướng các bạn nhé. Đấy ạ. Con Samsung A30 này, con này là bản Hàn một SIM nhé. Đấy, con Samsung A30 bản Hàn một SIM. Màn hình con này là màn hình của nó là tràn viền 6.4 inch. Đấy, mình sẽ xem cho bạn chi tiết cho bạn nhé. Không lúc nhầm lẫn thì mình bảo mình nói sai thì vì nó nhiều mã quá thì mình không thể nhớ hết được. Mình sẽ xem bạn là A30. Đấy, xem cho bạn là cấu hình và màn các kiểu. Xem là bao nhiêu inch cho bạn là chi tiết các bạn là dễ nhé. Đây ạ. Đấy. Màn hình con này là màn hình của nó là tràn viền 6.4 inch. Độ phân giải màn hình của nó là Full HD cộng luôn. Đấy, màn hình Full HD cộng luôn. Thì là cấu hình con A30 này thì nó, mình sẽ xem cấu hình con này là bản Hàn một SIM nhé. Con này là bản Hàn một SIM. Cấu hình con này là phiên bản của nó là RAM 3GB này. Đấy, RAM 3GB này. Bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. Máy rất là đẹp luôn. Đấy, bản Hàn một SIM. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Được cái là màn hình của nó là AMOLED cho hiển thị hình ảnh cực kỳ tuyệt vời. Con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Con Samsung A30 phiên bản Hàn này nhé, mình sẽ thanh lý bạn với giá là 2 triệu đồng luôn. Đấy, 2 triệu đồng rất là rẻ cho bạn lựa chọn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A30 này các bạn nhé, hàng nhiều sớm nhất nhé, 2 triệu cho bạn nhé. Ở đây, con này thì đây A30 thì đây thì nhà mình lại về tiếp tục được con A30 các bạn nhé. Con này là A30 nhưng mà con này là phiên bản công ty các bạn nhé. Ui, khách đặt mật khẩu thì hơi bị khó nhớ luôn, may mà mình trí nhớ dai. Đấy, hôm nay nhà mình lại về đây, con này là bản Hàn các bạn nhé, bản Hàn của nó một SIM. Và con Samsung A30 này, A30 thì con này là bản công ty này, hai SIM hai sóng. Cấu hình con này thì mình sẽ xem cho các bạn này, cấu hình của nó là RAM 4GB này. Đấy, phiên bản của nó là RAM 4GB nhé. Bộ nhớ trong là 32GB, màn hình cũng là 6.4 inch, màn hình của nó là AMOLED cho hiển thị full ảnh là Full HD cộng các bạn nhé. Con Samsung A30 thì ngoại hình thì là máy còn đấy, máy còn 90% rất là đẹp luôn. Hai con này rất là đẹp này. Đấy, con Samsung A30 phiên bản công ty này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 2.500.000 nhá. Đấy, con này là mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.500.000 cho bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A30 này các bạn nhá, hàng thì sớm nhất nhá. 2.500.000 cho bạn nhá. Khách con này thì đặt mật khẩu thì hơi bị khó nhớ luôn các bạn nhá. Đấy, 2.500.000 cho bạn nhá. Phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB các bạn nhá. Đấy, rất là rẻ các bạn nhá. Ôi ơi. Đặt quay tiếp đây. Đây,
Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình đã về được con này, con Samsung A20s các bạn nhé. Thì mình sẽ xem cái cấu hình con A20s. Nói chung là mình để máy tính đây thì mình sẽ coi như là quay cho các bạn, coi như là đấy, A20s này, mình sẽ xem cấu hình và chi tiết cho các bạn này. Đấy, con Samsung A20s này thì là màn hình của nó là cực kỳ to luôn. Đấy, hôm nay thì mình vừa mới về con này xong, Samsung A20s này. Ngoại hình thì là máy còn 90 trên 90% các bạn nhá. Con Samsung A20s này thì nó là pin của nó lại, con này là viên trang bị là viên pin 4000. Đấy. Con Samsung A20s này là trang bị là viên pin 4000, màn hình của nó là tràn viền 6,5 inch. Cấu hình đây. Con này là bản công ty này, Samsung A20s này. Con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con này là phiên bản của nó là RAM 6GB nhá. Đấy. À sorry các bạn, là RAM 4GB. Con này là phiên bản của nó là RAM 4GB này, bộ nhớ trong là 64GB này. Đấy, RAM con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB các bạn nhá. Được cái là màn hình của nó cực kỳ to, 6,5 inch. Đấy, nói chung là bộ nhớ 64GB các bạn, tha hồ lưu trữ các bạn nhá. Đấy, con Samsung A20s này. Con Samsung A20s này thì là máy đẹp, len keng luôn, đẹp 90 trên 90%, có hỗ trợ vân tay và mở khóa là khuôn mặt các kiểu nhá. Rất là tiện lợi luôn. Con Samsung A20s này, máy đẹp len keng này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 2 triệu 500k nhá. Đấy, con Samsung A20s con này là 2 triệu 500k. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB các bạn nhé. Đấy, hôm nay mình vừa mới thâu đổi lại của khách xong, rất là ok, thanh lý giá cực kỳ là rẻ cho các bạn nhé. Được cái là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB, các bạn tha hồ lưu trữ luôn. Đấy, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thôi là con này thì để clip sau thì mình sẽ thanh lý cho các bạn đi. Con S10 để là sao các bạn nhé. Để mình xem còn con nào không thì mình thanh lý lốt, không là để clip sau vậy. Thôi thì ở đây quên mất SIM Villa, SIM Villa 4G và mạng cả 5 đấy nhá. SIM Villa 4G và mạng cả 5 thì bên em đang bán cho bạn với giá là 350k. Chỉ với giá là 350k các bạn đã sử dụng là sản phẩm là SIM Villa và mạng cả 5. SIM này thì bên mình bán cực kỳ là chạy các bạn nhá. Và bây giờ cũng muộn rồi, và xin chúc các bạn đang xem video mình một buổi tối ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc. Và các bạn nào ở vùng tâm dịch thì chúc các bạn là nhanh chóng là qua khỏi là mùa dịch Covid-19. Thì là các bạn là mong sớm để các bạn ủng hộ những sản phẩm bên mình. Và bây giờ cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đang xem video mình một buổi tối ngủ ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip của tối ngày mai các bạn nhé.